Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Quận đoàn Liên Chiểu và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận bàn giao công trình điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời tại nghĩa trang liệt sĩ quận Liên Chiểu. Trước khi tiến hành bàn giao công trình điện chiếu sáng, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hệ thống đèn chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ quận gồm 4 đèn lớn và 88 đèn nhỏ đặt tại các mộ với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận và Quận đoàn đầu tư. Đây là việc làm thiết thực của đoàn các cấp nhằm chào mừng 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Sau khi đưa vào sử dụng, Quận đoàn Liên Chiểu sẽ có trách nhiệm quản lý, duy tu và bảo dưỡng.